Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, có thể nói quý vị thấy thế hệ những cái người mà gọi là thế hệ một rưỡi hay là thế hệ thứ hai ngày nay họ am hiểu tình hình rất rõ ràng. Luật sư Đỗ Phú, tiến sĩ Joe Dovin, đó là những cái nhân tố mà cộng đồng chúng ta nhìn vào trong tương lai. Lẽ dĩ nhiên chúng tôi có những cái quan điểm khác với luật sư Đỗ Phú, khác với tiến sĩ Joe Dovin, hoặc là chúng tôi có cái đồng tình với họ. Nhưng chúng ta cùng nhau phải nhìn nhận rằng tương lai của cộng đồng người Việt chúng ta, của thế hệ con cháu chúng ta, ở là những người này là những người có cái trách nhiệm đi tiên phong để hướng dẫn cái cộng đồng người Việt chúng ta qua một cái trang sử mới. Chúng tôi chân thành cảm ơn luật sư Đỗ Phú cũng như tiến sĩ Râu Đỗ Binh đã đến đây quý vị nghiên cứu, quý vị có thể nói là nói lên tiếng nói của quý vị với khán thính giả chúng tôi. Đây điều này là một cái vinh dự cho chúng tôi rất lớn. Xin thành thật gửi lời cảm ơn đến quý vị. Bước qua bầu cử 2016, gần đây nhất có thể nói rằng là cuộc bầu cử ở Iowa, ở New Hampshire đã qua, và cuộc bầu cử sơ bộ primary ở South Carolina cũng giống như thứ bảy tới là cuộc bầu cử ở Caucus ở tiểu bang Nevada. Kính thưa quý vị, về phía dân chủ trước, liệu bà Hillary Clinton như thế nào thưa quý vị? Tôi nghĩ là bà ta đang campaign, tức là đang vận động giáo diết ở bên Nevada. Vâng. Và bên Nevada thì tiểu bang đó tương đối là tiểu bang mà trung dung. Cho nên tôi nghĩ là bà Hillary sẽ thắng ở bên Nevada. Hiện giờ cái polling của bà vẫn hơn ông Bernie Sanders điểm rất nhiều. Vâng. Bây giờ thì có thể nói rằng sáng nay thì CNN cũng như bà họ cho thấy rằng ngang ngửa ở 48 và 47. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn hỏi quý vị rằng hình ảnh hôm qua bà Hillary Clinton ôm một người trẻ, người gốc Latino, và bà ta nói rất nghẹn ngào, bà nói rất là cảm xúc, bà nói: "Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ, không để cho bố mẹ của em để deport, không được đưa về." Cái câu hỏi chúng tôi muốn quý vị, thế tại sao lâu rồi không làm cái điều đó đi, đến lúc này mới đưa ra? Liệu chúng ta có đủ tin tưởng ở những cái người chúng tôi nếu không muốn nói là cái gọi là mị dân như vậy không? Cái chuyện mà đưa ra đó là chúng ta cũng nhớ là trước đây đó là Rubio, gọi là Gang of Four, John McCain đã từng làm chuyện đó rồi. Và lúc đó bà Hillary Clinton còn là Secretary of State, bà đã đồng tình chuyện đó. Vâng. Cho nên nhưng mà chuyện đó rất tiếc dưới thời Tổng thống Obama đã không được thông qua. Vâng. Cho nên tôi nghĩ đó là cái chính sách chung của phía bên dân chủ. Vâng. Và bà ta chỉ thể hiện cái chính sách chung từ trước tới giờ thôi. Tại vì những cái chính sách này đã từng có những người Cộng hòa đồng ý với bà ta. Vâng. Nhưng mà tới lúc tranh cử thì ông Rubio lại đổi 180 độ. Không. Cho nên á, trong trường hợp mà Rubio đổi rồi đó thì bà này phải đánh lại Rubio chứ. Nhưng mà cái điều này đâu có phải bầu cử sơ bộ ở Nevada, bà đâu có cần đến ông Rubio, và cái người đối thủ chính của bà là ông Bernie Sanders. Thế tại sao phải làm như vậy? Anh làm như vậy là tại vì anh muốn chứng minh cho người dân trong đảng Dân Chủ biết đó là anh thấp hơn ông Bernie Sanders. Thế thưa tiến sĩ Joe Dovin, bà Hillary bà phải thắng cái lá phiếu da màu, tức là của người thiểu số da đen cũng như người Latino. Hiện nay bà đang gặp rất là nguy ngập ở số phiếu người phụ nữ, họ vẫn thiên về ông Bernie Sanders. Tôi thấy người phụ nữ chắc có lại thương về bà Hillary Clinton nhiều không, chứ không, cái chỉ số đó họ bắt đầu nhất là những người phụ nữ trẻ và những người dưới 55 tuổi trở xuống, vâng, thế hệ trẻ hơn đó, thì họ lại nghiêng về ông Sanders, Bernie Sanders. Cho nên bà Hillary phải bám vào cái phao cuối cùng là cái số phiếu của da màu, cho nên phải ve vãn cái phiếu Latino và phiếu của da đen để đi qua khỏi cái trận South Carolina và Nevada. Và sau đó nếu bà qua được thì chúng ta sẽ thấy rằng cái con đường tiến thân của bà với đảng Dân Chủ nó sẽ hành thông hơn là hiện nay. Thế thưa, năm 2008 thì trong lúc cái phiếu chỉ số thăm dò cho thấy rằng bà Hillary Clinton đã được tới 50%, bà chắc chắn bảo đảm là bà sẽ thắng tại tiểu bang Nevada. Trong lúc đó ông Obama chỉ có khoảng 45% thôi. Và sau đó lại lật ngược lại thế cờ, thì những người da màu họ lại ủng hộ ông. Lại nhiên là thì tôi không nói điều đó, nhưng mà ông Obama thắng cũng nhờ ai thì có cái con số. Cái điều đó cho thấy rằng phần lớn những cái cuộc tranh cử bà Hillary Clinton bao giờ chót hay bị sụp đổ. Vì sao như vậy thưa quý vị? Bà rất là vulnerable bởi vì bà có nhiều cái yếu điểm mà đúng ra tôi rất là thích bà Hillary. Thích cả hơn ông Bill Clinton nữa. Lẽ ra tôi nghĩ bà là tổng thống trước ông Bill Clinton. Nhưng mà Bill Clinton là một cái liability rất lớn cho bà Hillary. Bà rất là khó overcome được. Nhưng mà ông Bill Clinton là cái người fundraise nhiều nhất cho bà. Là cái người đem được cái số tiền lớn về với cái để bà tranh cử, cho nên bà cần có cái sự vận động của ông Bill Clinton. Nhưng mà vì
có nhiều người vẫn không thích ông Bill Clinton. Sao là cái con số cho thấy những người dưới 55 tuổi lại thiên về một ông già 74 tuổi nhiều hơn là một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy, thưa luật sư Đỗ Phú? Ông Bernie Sanders, ông là một người rất là cấp tiến. Dạ vâng. Cấp tiến hơn bà Hillary. Dạ. À, trong Cộng hòa nó có cực hữu và hữu và ôn hòa. Thì ông Bernie Sanders theo như tôi nghĩ đó là thuộc loại mà qua bên phe tả nhiều hơn. Ông là cấp tiến mà cấp tiến qua bên tả nhiều hơn. Yeah. Và những cái lời nói của ông và những cái chính sách của ông ta đưa ra thì được lòng giới trẻ rất nhiều. Wow. Ví dụ như là chúng ta cũng biết là đi học đại học ở Cali chẳng hạn. Yeah. 85% cái funding là của chính phủ. 15% còn lại là người dân phải đóng, là tuition đó. Yeah. À, thì ông Bernie Sanders nói bỏ ra đi luôn đi. 100% đã đóng 85 rồi, bỏ thêm 15 nữa đi để cho free education. Everything free. Chưa đất khả thi cũng được chứ không phải không, nhưng mà sẽ bị bên Cộng hòa chắc chắn là họ chống rồi. Nhưng mà có khả thi, tức là không phải là không khả thi. Và ông ta đưa ra xa nữa là universal healthcare cho tất cả mọi người, tức là không phải đóng tiền nữa. Obamacare còn đắt người ta mua. Còn cái này là universal care. Socialist luôn. Đúng, ai cũng có bảo hiểm sức khỏe cả. Thì anh, nếu mà anh nói chuyện với những người trẻ đó, chẳng hạn như tôi nói chuyện với cậu con của tôi, là thích liền, thích Bernie Sanders liền. Tại vì họ nói chuyện bạn con cũng được đi học, tại sao bạn con không được đi học? Công bằng, người trẻ là nhiệt huyết của họ. Cho nên những cái message, những cái thông điệp của Bernie Sanders gửi ra đó là được lòng giới trẻ. Cảm ơn luật sư Đỗ Phú. Vâng, hôm nay thì mới hiểu tường tận được như vậy. Vì chúng ta phải trở qua Cộng hòa chút xíu. Kính thưa quý vị, ở South Carolina bây giờ thì cho thấy rằng là ông Donald Trump đang dẫn đầu sau đó Ted Cruz. Nhưng mà cái cuộc thăm dò của NBC ngày hôm qua thì họ cho nói toàn quốc gia đến bây giờ lần đầu tiên ông Ted Cruz đã qua mặt được ông Donald Trump với chỉ số 28-26. Nhưng mà CBS với CNN thì họ có những cái cuộc thăm dò thì họ cho thấy rằng trên toàn diện quốc gia ông Donald Trump vẫn thống trị. Cái hiện tượng ông Donald Trump như thế nào thưa quý vị? Tôi nghĩ là ông Donald Trump ít nhất ông xuất hiện trên vấn đề mà nói chuyện đó, ông bớt quá khích hơn là Ted Cruz. Đối với tôi là ông Ted Cruz là một thành phần cực hữu thuộc lại Tea Party. Những cái chuyện ông ta đưa ra đó phản ánh cái quan điểm tôi nghĩ là của dân cực hữu. Vâng. Và đưa ra những chuyện chống người da màu, chống người di dân, đưa ra những chuyện là mà ngay cả trong Thượng viện Hoa Kỳ đó, ông Ted Cruz cũng là con chim lẻ loi, tại ông thuộc lại Tea Party mà. Yeah. Ông thuộc lại đám cực hữu. Yeah. Quá khích. Nhưng mà đã có một thành phần rất đông ở trong Đảng Cộng Hòa, họ thích cái đám quá khích đó. Và trong cái đám quá khích đó thì ông Ted Cruz và ông Donald Trump là nổi nhất. Cái vấn đề là ai quá khích hơn ai, và ai khùng hơn ai, ai tuyên bố được khùng hơn. Tại sao mà nói họ khùng được, thưa luật sư Đỗ Phú? Họ là những người tỷ phú, họ là những người thượng nghị sĩ, mà tại sao nói khùng được? Khùng đây là cái vấn đề tuyên bố thôi, chứ không phải là chính xác họ là khùng nhá. Tức là anh có thể anh chửi thề, nói những cái câu mà có thể là anh xâm phạm với người khác. Nhưng mà chính cái câu xâm phạm người khác đối với một số người cực hữu đó là chuyện anh nói thật. Tức là tôi nói với ông, tôi nói với anh Trọng như thế này. Tôi rất kính nể ông Donald Trump. Tôi là người đọc cuốn Arthur Deal của ông lúc còn trẻ và rất kính phục cái chuyện mà business của ông ta. Và những chuyện ông Donald Trump nói chuyện đó nhiều lúc đó, nghe cũng sướng lắm. Nhưng mà đối với tôi đó là chuyện anh nói trong bàn tiệc với bạn anh thì ok. Nhưng mà khi anh là nguyên thủ quốc gia không nói câu được. Đối với tôi ông Donald Trump nói những câu mà nguyên thủ quốc gia không nên nói. Và đó để tôi đánh giá cái chuyện mà ai là nguyên thủ thôi. Thế thưa tiến sĩ Joe Dobin, nghĩ sao về cái những người như ông John Cassis, những người ông Mario Cubillo và những cái người mà thuộc thế hệ trẻ có thể nói rằng họ hơi cu đao chút xíu, thì tiến sĩ Rodovin họ có thể đi theo cái cuộc đua này được không? Chúng tôi tiên đoán như thế này là ông Donald Trump ông sẽ đắc cử vào cái sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử là cái candidate của họ, nhưng quyết định thắng hay không đó, sau cùng vào cuộc đua vào tòa Bạch Ốc là do ông chọn lựa phó tổng thống. Nếu ông không chọn... tôi nói cái vấn đề đầu hôm nay chúng ta quyền thiết trị đầu viên chúng ta thì giờ cho phép chúng tôi nói vấn đề ai là người sẽ đại diện cho Đảng Cộng Hòa thôi. Chắc chắn là Donald Trump, chắc không chắn còn là người Trump khác. Nhưng nếu ông đấu được với bà Hillary hay không đó là do ông chọn một trong hai người làm phó tổng thống, một là Jeb Bush, hai là John Kasich. Nếu ông chọn người nào khác ông sẽ thua. Thưa thiết trị đầu viên, sáng nay thì Đức Giáo Hoàng vừa nói đến một cái vấn đề rất là lớn. Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng vừa nói vấn đề là cái tường border wall sẽ là is not Christian, người Thiên Chúa giáo không nói đến cái vấn đề cái border war này. Mà khi Đức Giáo Hoàng nói điều đó, cái người ủng hộ cái border war là ông Donald Trump, thì làm sao ông Donald Trump có thể thắng thế được với cái 75 triệu người cử tri Công giáo? Mà nếu có một cái cuộc gọi là đấu khẩu mà là tuyên bố những cái điều gì phật lòng với Đức Giáo Hoàng, thì làm sao ông Donald Trump có thể đại diện được cho Đảng Cộng Hòa được? Người dân Mỹ họ phân biệt được thế nào là chính quyền, thế nào là thần quyền.
Oh, wow, cái này hay đó nha. Họ đã có gần 300 năm để lập quốc, để họ phân biệt giữa church and state rồi. Họ không có lẫn lộn giữa hai cái đó đâu. Thế thì tại sao? Nhưng, và ông Đức Giáo Hoàng nói như vậy đó, chỉ có lợi cho bà Hillary thôi. Bởi vì bà Hillary, quý vị để ý, chưa tấn công. Quý vị khoan nói đến bà Hillary, chúng tôi không muốn nói bà nói cái việc, bây giờ quý vị nói đến Cộng Hòa mà thôi. Tôi nói cái lời nói nó ảnh hưởng với ông Donald Trump như thế nào? Nó không ảnh hưởng nhiều. Không ảnh hưởng như thế nào. Bởi vì người dân Mỹ họ không thay đổi cái quan điểm về di dân bất hợp pháp. Và lại chúng ta cũng nhớ đó là ở Hoa Kỳ đó phần đông là Thiên Chúa giáo chứ không phải Công giáo. Đó là cái điều tôi muốn nói. Nhưng mà ông Đức Giáo Hoàng là của Công giáo. Yeah. Còn nếu nói chung về Thiên Chúa giáo đó thì ông đến bây giờ thì con số xin sự cho biết rằng có tới 75 triệu người Hoa Kỳ theo Công giáo. Đúng rồi, nhưng mà không phải là đông bằng Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo đông hơn. Và ông Donald Trump, ông sẵn sàng ông nói ra, đó là một lần nữa là phía bên ủng hộ Donald Trump lại thích đó, là ông dám phê bình Đức Giáo Hoàng. Ai dám? Tức là ông này có gắt. Đó là cái là như vậy. Những cái người mà cực hữu ở trong đó thì họ bảo là tay này có gắt á, tay này dám ăn, dám nói á. Nhưng mà đối với tôi đó, những cái chuyện dám ăn, dám nói của ông Donald Trump, theo cái lăng kính mà nhìn về vấn đề mà vừa lãnh thổ quốc gia đó, thì tôi đặt ông chưa tới trình độ là lãnh thổ quốc gia. Nhưng mà chỉ tới chuyện mà là good executive thôi. Thế thứ ai là sẽ người đại diện Đảng Cộng Hòa, thưa luật sư Đậu Phủ? Đó là cái nhìn của mình thôi. Và bây giờ thì luật sư Đậu Phủ, cái nhìn của luật sư Đậu Phủ, ai là người sẽ thắng ở trong cái cuộc đua của đại diện cho Đảng Cộng Hòa? Tôi không dám nói là ông Donald Trump, tôi muốn ông Donald Trump thắng. Để chi về để bà Hillary đánh cho thắng dễ hơn chứ không gì hết trơn á. Nhưng mà tôi muốn, đó là chuyện mình muốn thôi. Có chuyện ông có thắng hay không, mình chưa biết được. Nhưng mà những người mà nếu mà nói mà có cơ hội bây giờ cao nhất là ông Ted Cruz với là ông Donald Trump. Nhưng mà đối với tôi cái đối thủ mà đáng ngại nhất của bên dân chủ đó là ông Rubio. Rubio tại Rubio nói chuyện rất là thông minh, và đối với tôi đó là có cái caliber. Có cái chuyện mà nói chuyện để có thể trở thành lãnh tụ phía bên Cộng Hòa được. Ông ta trẻ, ông ta nói chuyện sâu sắc, có cái vấn đề lý luận ở trong đó, mặc dù là ông ta đổi từ position này qua position kia, từ thế này qua thế kia, flip flop, nhưng mà đó là chính trị gia. Anh mới sang defend the action của anh thôi. Nhưng mà cái cách nói chuyện của Rubio đó rất tốt. John Casey cũng very good. Người mà nói chuyện mà thống đốc Ohio mà nói chuyện cũng good. Ông Jeb Bush cũng là một người tương đối là ôn hòa. Dĩ nhiên là trong cái vấn đề mà mình nhìn đó, thì những người đó lên làm tổng thống, tôi nghĩ là cái tư cách của họ. Và nói chuyện tôi sợ nhất tổng thống nói ẩu. Thì những người đó tôi ít nhất là Hoa Kỳ không làm mất mặt tôi lần nữa. Kính thưa quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với hai người thuộc cái thế hệ thứ hai, và họ đã gửi đến quý vị một vài cái quan điểm nhận định về những gì mà trên sân khấu chính trị của Hoa Kỳ sẽ diễn đến trong tương lai và trong cái thời điểm gần đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và kính thưa quý vị, đó là mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào tuần tới.